Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Và đây là bài học, bài tập hôm nay của mình nha các bạn nha. Ok, đây là hôm nay là bài tập đây là sẽ là có một người hai người trong một tấm hình này thì bắt buộc là mình phải mô tả xem hai người này làm gì nhá các bạn nhá. Thì trong bức hình này thì giống như mình thấy thì có hai người này và có rất là nhiều xe. Họ đang bắt tay với nhau. Và mỗi người cần một tờ giấy nữa. Chắc là đây họ sẽ làm thủ tục mua xe hoặc là thuê xe hoặc là hợp tác làm ăn bán xe các thứ này nọ nha các bạn nhé. Ok thì bây giờ mình sẽ làm về mình sẽ nhập vai vào mình bây giờ mình sẽ nhập vai vào cái ông mặc vest nhá các bạn nhé. Mình sẽ nhập vai vào ông mặc vest. Đó, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ nói qua như thế này luôn. Ok, xem nào. Đó. Bây giờ ấy thì là mình sẽ làm ông mà vét thì bây giờ ông mặc áo vàng đấy là ông ấy sẽ ra để thuê xe nhá các bạn nhá. Ok. Thì câu chuyện là bây giờ mình sẽ là đi làm ông ấy gọi điện cho mình và hẹn mình là chiều 3 giờ sẽ ra đặt một chiếc xe. Lúc ông ấy ra thì mình sẽ ra bắt tay ông ấy rồi nghe ông ấy giới thiệu một chút. Đấy, xong rồi mình giới thiệu với ông ấy về xe các thứ này nọ. Xong là màu xe. Đó, xong là xem là ông ấy có muốn mua xe hay không nha các bạn nha. Ok, và bây giờ thì các bạn sẽ xem qua, nghe qua mình lấy mình đọc xem nha các bạn nhé, kiểu ấy, đây là kết quả mà mình làm được đây rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình chỉ việc đọc và cho các bạn nghe qua nội dung của mình thôi nha các bạn nhé. Ok, nha cậu. Hôm nay có một người đến gọi tôi điện thoại, anh ấy nói hôm nay buổi sáng 3 giờ anh ấy muốn mua một chiếc xe, anh ấy 3 giờ chuẩn xác đến nơi, tôi đi cùng anh ấy握手, anh ấy giới thiệu anh ấy là David. 今年35岁，在 ABC 公司工作。今天他来租一辆车，带他的经理去出差。大卫又高又酷，他有一头黑色的长发。今天大卫里面穿了一件白色的衬衫，外面穿黄色的无袖上衣。我告诉他，我们有很多种的车，比如 Honda、Toyota、Mercedes 等等，可很多颜色的车，比如 K 色、白色、红色、黄色等等。我们的车也很便宜，听我说够。大卫决定租一辆车，租一辆白色的车，是 Toyota。我们的交易很顺利，我感觉他是一个人肯和尚，我和大卫都很高兴。Đó, đó là một bài tả cái bức tranh này của mình nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ dịch qua một lượt cho các bạn nghe nha. Hôm nay có một người gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói chiều nay 3 giờ anh ấy muốn đến thuê một chiếc xe. Đúng 3 giờ chiều anh ấy đến. Tôi đi bắt tay anh ấy. Anh ấy giới thiệu anh ấy tên là David. Năm nay 35 tuổi. Làm việc ở công ty ABC. Jing Tian, hôm nay anh ấy đến thuê một chiếc xe để đưa giám đốc của anh ấy đi Chu trai là đi công tác. David vừa cao vừa ngầu. Anh ấy có một mái tóc đen dài. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi bên trong và một cái áo cọc tay màu vàng bên ngoài. Tôi nói với anh ấy, chúng tôi có rất nhiều loại xe, ví dụ như Honda, Toyota, Mercedes, vân vân. Và rất là nhiều màu xe nữa, ví dụ như là
màu đen, màu trắng, màu xanh, màu hồng, màu vàng, vân vân. Đấy, chúng tôi nhà xe của chúng tôi thì rất là rẻ thôi. Đấy, nghe tôi nói xong thì David quyết định thuê một chiếc xe Toyota màu trắng. Đấy, chúng tôi giao dịch của chúng tôi diễn ra rất là thuận lợi. Tôi cảm thấy David là một người rất là vui tính. Tôi và anh ấy đều rất là vui mừng, rất là vui vẻ. Đó là một cái bài văn của mình, một cái tả tả tranh của mình nha các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn.